Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thống kê người nghiện ma túy trên cả nước. Việc thống kê sẽ được thực hiện thống nhất trên toàn quốc từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014. Theo đó, từ tháng 12 năm 2013 đến hết tháng 3 năm 2014 sẽ xây dựng và ban hành bảng biểu phục vụ thống kê người nghiện ma túy. Từ tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2014 sẽ xây dựng nội dung tổ chức tập huấn cho các đơn vị địa phương trên toàn quốc về hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy và rà soát thống kê số người nghiện ma túy. Việc rà soát thống kê sẽ được thực hiện đối với những người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý ngoài xã hội, đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, đồng thời phát hiện và lập hồ sơ người nghiện ma túy mới. Hoạt động này nhằm có cơ sở đánh giá tương đối về số người sử dụng trái phép chất ma túy. Kế hoạch trên được đưa ra nhằm khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót trong công tác thống kê người nghiện ma túy trên toàn quốc, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phòng chống ma túy tại các địa phương.